Con cảm thấy rất mừng vì không nhận lời và mối tình tình của cha sở. Bởi vì trước lễ cha sở nói với con là xin con chủ tế và giảng lễ làm tuốt luốt hơn. Trong lúc nhìn quý cộng đoàn ở đây cử hành nghi thức bắt đầu đi rước lá thì con mới thấy rằng mình may. Bởi vì con cảm thấy lâu lắm rồi cuộc đời của con á, không có được cái hân hạnh để mà cử hành tuần thánh hoặc là lễ lá ở trong giáo xứ. Mà mấy năm trước dạy ở trong đại chủng viện, nếu có đi ra ngoài giúp thì cũng phải bắt đầu là đọc cái cuốn nghi thức học đi học lại. Ngày hôm nay khi mà nhìn thấy cha sở cũng như các thầy làm lễ sôi chảy quá thì con mới thấy rằng mình may mắn. Bởi vì nếu không mình nhận lời á, thì cũng đã làm nó rất là vụng về, làm cho quý ông bà anh chị em chia trí mà thôi. Rồi trở lại vào trong nhà thờ, bây giờ nghĩ lại nhận lời giảng mình lại cảm thấy hối hận nữa. Bởi vì cái bài tin mừng ngày hôm nay, bài thương khó quá dài. Vậy thì bây giờ con phải biết nói gì đây để cho nó ngắn gọn. Bài thương khó ngày hôm nay, nếu chúng ta muốn hiểu thì chúng ta phải nhìn vào cái bối cảnh lịch sử của giáo hội, của xã hội, đất nước Việt Nam của chúng ta. Từ bắt đầu khi mà chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh người dân Do Thái đón Chúa Giêsu vào thành Jerusalem như thế nào, ngày hôm nay cái hình ảnh trong giáo xứ chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta hân hoan đón Chúa Giêsu vào trong thành Jerusalem để cử lại hành lại cái nghi lễ đó. Vậy thì chúng ta thắc mắc ở trong bài thương khó ngày hôm nay, lúc đầu thì dân chúng hồ hởi lắm, người ta hân hoan, người ta đón mừng Chúa Giêsu vào thành như đón một vị cứu thế, một vị vua, một vị lãnh tụ của quốc gia, đến nỗi người ta vui mừng, người ta trải áo xuống đường để làm thảm cho ngài đi. Vậy nhưng mà ở trong bài thương khó chúng ta lại thấy rằng cũng chỉ ít phút sau đó thôi thì chính người ta lại đà đảo, lại xin đóng đanh Giêsu vào thập giá. Người ta coi Đức Giêsu không bằng một tên trộm cướp. Người ta xin tha Baraba. Baraba là một tên trộm cướp như vậy. Vậy mà người ta nỡ lòng nào lại đóng đanh Chúa Giêsu. Vậy thì cái câu hỏi mà chúng ta thấy rằng cái sự éo le trong cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, ngài là ai? Ngài là ai để rồi nó xảy ra những cảnh éo le như vậy? Người ta hân hoan, người ta đón mừng ngài như vậy và rồi cũng chỉ ngay sau đó người ta muốn tìm giết ngài. Muốn hiểu được như vậy, chúng ta nhìn vào cái thân phận của đất nước chúng ta những cái năm trước đây, những cái năm mà đô hộ đất nước của chúng ta bị đô hộ bởi 1.000 năm người Tàu và 100 năm của người Pháp, người Tây. Sống trong một cái đất nước bị trị như vậy, sống trong một cái nước bị người khác đô hộ như vậy, thì cái niềm thao thức của dân tộc của Việt Nam của chúng ta, đó là chúng ta muốn dân tộc của chúng ta được giải phóng, dân tộc của chúng ta được tự do, và chúng ta không muốn ai đô hộ chúng ta cả. Và vì vậy cho nên muốn đất nước được tự do, muốn đất nước được giải phóng, muốn chúng ta được sống trong hạnh phúc, trong một đất nước độc lập, tự do, thì chúng ta cần những người, cần những nhà lãnh đạo tài ba, đạo đức, để hướng dẫn dân chúng làm một cái cuộc nổi dậy để đánh đuổi ngoại xâm ra khỏi đất nước chúng ta. Chúng ta nhìn lại cái quang cảnh, bối cảnh của người Việt Nam thì chúng ta mới được hiểu người được Do Thái như thế nào. Người Do Thái lúc bây giờ người ta cũng bị sống giống y như hoàn cảnh Việt Nam của chúng ta. Họ cũng bị những người La Mã đô hộ. Và cái tâm tư của họ là họ muốn đánh đuổi người La Mã ra khỏi đất nước của họ. Và vì vậy cho nên họ muốn, họ đi tìm những cái nhà lãnh đạo để rồi họ đồng cộng tác với cái nhà lãnh đạo đó để đứng lên làm cái cuộc khởi nghĩa để đánh đuổi ngoại xâm ra khỏi đất nước Do Thái. Mà Đức Giêsu Kitô, ngài là một cái người nổi trội trong cái đất nước Do Thái, trong cuộc đời của người dân Do Thái lúc bây giờ. Một con người mà có thể làm được nhiều chuyện phi thường mà không ai có thể làm được. Một con người mà có thể làm cho người ta, nghĩa là làm cho cái người què được đi, kẻ câm được nói, người điếc được nghe và người chết sống lại. Thì người Do Thái nghĩ rằng đây là người mà họ đang mong chờ. Đây là người mà Gioan đã loan báo, đã quảng cáo với họ, đã phổ biến với họ.
đây là cái người sẽ đến giải phóng dân Do Thái khỏi cái ách nô lệ. Và người ta đã nhìn thấy, người ta đã hiểu sai về cái cuộc đời, cái căn tính của Đức Giêsu Kitô. Và người ta mong chờ, người ta hoan hỷ và người ta thần tượng Đức Giêsu như vậy. Mà rồi cuối cùng người ta đón Đức Giêsu vào thành Jerusalem một cách long trọng như vậy. Nhưng sau đó không thấy Đức Giêsu nghĩa là động, nghĩa là chạm gì đến cái vấn đề để giải phóng đất nước của họ. Mà Ngài lại còn đi làm những cái chuyện nghĩa là nó nghịch lý lắm. Ngài đến với người tội lỗi, Ngài đến với những người kẻ cướp. Ngày hôm nay trong bài tin mừng chúng ta cũng thấy. Mà trong bài tin mừng có hai người bị đóng đinh với Ngài. Mà rồi người Công giáo của chúng ta lại gọi là hai tên trộm, một tên trộm dữ, một tên trộm lành. Quý ông bà anh chị em thử giải thích tôi, đã là trộm, tên trộm rồi á, trộm cướp rồi á, thì có ai mà là trộm lành bây giờ? Tôi không nghĩ nghĩa là cái người đó là trộm lành đâu. Họ là trộm dữ cho nên họ mới phải đóng đinh, họ mới bị kết án và họ mới bị nghĩa là lên án tử hình để đóng đinh. Vậy thì tại sao chúng ta gọi người đó là trộm lành, trộm dữ? Làm gì có cái chuyện trộm lành bây giờ? Có người trộm nó đến lấy của quý ông bà anh chị em, cướp nhà của quý ông bà anh chị em, đánh đập vợ con quý ông bà anh chị em, rồi giết hại người nhà của quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em gọi nó là thằng trộm lành à? Còn khuya làm gì có cái chuyện đó? Và chính vì vậy, hiểu như vậy chúng ta mới thấy rằng họ nhìn thấy Đức Giêsu Kitô là một cái người lạ lắm. Ngài đến với những người thu thuế, mà những người thu thuế thời gian đó là những người phản quốc, là những người phản bội nhân dân, là những người ăn trên xương máu của nhân dân, là những người cộng tác với ngoại bang, cộng tác với chế độ La Mã, là những cái đế quốc đang thống trị như vậy. Và vì vậy làm sao người ta có thể chấp nhận được? Thần tượng của họ bị sụp đổ. Và chính vì vậy cho nên khi họ đón Chúa Giêsu vào thành Jerusalem thì họ đặt Chúa Giêsu vào một cái bối cảnh, một cái lăng kính nữa khác. Đấy, rồi khi nhìn đến Đức Giêsu thì cuộc đời của Đức Giêsu, cách làm thể hiện của cuộc sống của Chúa Giêsu Kitô, Ngài không có đáp ứng được cái nguyện vọng của người ta. Và chính vì vậy cho nên người ta cảm thấy hận. Người ta biết rằng Ngài có thể làm được cái gì cho đất nước Do Thái mà Ngài không làm, mà Ngài lại đi làm ngược lại những cái truyền thống, những cái lề lối của người Do Thái lúc bây giờ. Và vì vậy cho nên người ta mới cảm thấy bất mãn. Và lúc bây giờ khi người ta thần tượng đã bị sụp đổ rồi thì người ta tìm cách để giết Chúa Giêsu. Mà chúng ta nghe bài trong bài thơ khó ngày hôm nay cũng vậy. Mà chúng ta cũng đừng có nghĩ là người Do Thái làm vậy là không đúng đâu. Ngay cả Thánh Gioan Tiền Hô đó, quý ông bà anh chị em thấy, Thánh Gioan Tiền Hô cũng không biết gì về Chúa Giêsu. Ngài là đến để dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Ngài là bà con với Đức Giêsu Kitô. Khi Ngài có trong lòng mẹ đó thì chính Đức Kitô đã đến viếng thăm Ngài. Và khi Ngài đến viếng thăm đó, thì Gioan vui mừng nhận ra Chúa. Và Gioan đã nhảy lên vui mừng trong lòng mẹ của mình là bà Elizabeth. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng ngay cả Gioan nó là một vị tiền hô như vậy, dọn đường cho Chúa, bà con đã từng gặp Chúa rồi biết bao nhiêu lần, nhưng Gioan cũng vẫn chưa biết Chúa Giêsu là ai. Vì vậy cho nên trong lúc trong tù, khi mà bị Herod nhốt ở trong tù để mà chờ để kết án, thì Gioan làm cái hình tượng cái điều gì? Gioan sai môn đệ của người đến hỏi Đức Giêsu rằng: Ngài có phải là người mà chúng tôi mong đợi hay chúng tôi còn phải chờ đợi một người khác không? Gioan rao giảng một Đức Giêsu Kitô hùng tráng, Gioan rao giảng một Đức Kitô nghĩa là mạnh bạo, một Đức Kitô nghĩa là rất có uy quyền. Ngài đến đó, là Ngài chỉ dùng cái nia thôi, dùng một lời nói thôi là đánh, nghĩa là diệt tan được quân thù. Mà Gioan gieo vào trong lòng dân chúng như vậy, một Đức Kitô đến đó sẽ hùng mạnh. Và cái nia đã để sẵn để Ngài sàng, Ngài sảy. Và cái lưỡi liềm đã để sẵn dưới cây để Ngài cắt tỉa, để Ngài nghĩa là thiêu diệt những cái kẻ thù. Gioan không thấy Đức một người mà mình rao giảng nghĩa là có một cái hành động gì như vậy. Nhưng nhìn thấy Gioan đến với gì? Đến những người đĩ điếm. Người ta đó kết án người đĩ điếm đó, nhưng Chúa Giêsu đã bênh vực, Chúa Giêsu đã tha cho người đó. Vậy thì làm sao dân chúng Do Thái họ chịu được? Làm sao dân tộc Việt Nam có thể chịu được trong khi mình muốn đánh đuổi ngoại xâm, đánh đuổi thí dụ như người Pháp ra khỏi đất nước Việt Nam, mà có những người lại đi nghĩa là hoạt động, lại đi giúp đỡ cho những người nghĩa là cộng tác với người Pháp? Không thể nào chấp nhận được. Và chính vì vậy cho nên cái điều đó đã đưa Chúa Giêsu đến cái chết mà chúng ta nghe trong bài
thư khó ngày hôm nay. Nói đến đây để chúng ta thấy rằng ngay trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Chúng ta theo Chúa biết bao nhiêu năm nay rồi, nhưng cũng đã có nhiều lần chúng ta chưa biết Chúa đâu. Chúng ta nghĩ rằng Chúa là đấng, nghĩa là từ tuốt trên cao, trên 9 tầng trời đó. Lạy ơn Thiên Chúa cao sang, 9 tầng ngự trị thiên đàng liên miên, loài người mọn mãi phạm hèn, cùng chung muôn vật ở trên địa cầu. Cũng như quý bà chị em các ông bà già ngày xưa đọc á, phục vĩ chí tôn Thiên Chúa cửu trùng. Chúng ta chỉ biết là Thiên Chúa chúng ta là trên 9 tầng trời, cửu trùng mà, là trên 9 tầng trời. Và vì vậy cho nên chúng ta hiểu sai về Thiên Chúa của chúng ta, cũng như người Do Thái và Thánh Gioan Tiền Hô hiểu sai về Đức Giêsu Kitô. Người ta tưởng rằng Đức Kitô đến là sẽ trở thành một cái người lãnh đạo, để trở thành một cái quốc vương, để trở thành một cái vị tổng thống. Nhưng Đức Kitô không phải như vậy. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, có nhiều người chúng ta nghĩ rằng Đức Kitô là một vị vua luôn luôn nhìn đến chúng ta, nếu chúng ta lỗi phạm thì vị vua đó sẽ phạt chúng ta. Chính vì vậy cho nên ngày xưa khi chúng ta phạm tội thì ở trong ông bà, cha mẹ, ngay cả trong các cha ngày xưa cũng dạy chúng ta nữa. Khi chúng ta phạm tội là Chúa phạt chúng ta. Chúa nào phạt chúng ta. Và chính vì vậy cho nên Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đó, Ngài với lại làm cái cuộc cách mạng để cho cái chúng ta hiểu về Đức Kitô đó, Thiên Chúa đó khác. Và đúng bây giờ Ngài mới lập ra cái lễ gọi là lễ kính lòng thương xót Chúa. Thiên Chúa là một đấng yêu thương, Thiên Chúa là một đấng giàu lòng thương xót. Mà chúng ta có mấy người hiểu được cái điều đó. Chúng ta chỉ nhìn thấy Thiên Chúa đó là trên tầng trời cao thôi, là một vị vua cao cả mà chúng ta kính. Và vì vậy người Việt Nam gọi là chúng ta kính sợ Thiên Chúa. Chứ chúng ta ít người mà chúng ta nói rằng chúng ta kính mến Thiên Chúa lắm. Chúng ta kính Thiên Chúa nhưng mà chúng ta sợ. Vì vậy cho nên cái tâm trạng, cái sự hiểu biết của chúng ta về Thiên Chúa nó khác. Để kết thúc nơi đây, tôi muốn trừng dẫn một cái câu chuyện mà chúng ta nghĩ rằng nó khôi hài, nhưng mà thực sự nó nói đến cái điều đó. Có một cái anh thanh niên ở trong một giáo xứ. Anh này đời sống cũng bê bối lắm, cũng rượu chè, tôi bê bối tối ngày vậy đó. Thì ở nhà thờ đó có một cái bức tượng ông Thánh Martino, gọi là ông Thánh Đồng Đen, nó rất là linh thiêng. Thì cái anh thanh niên này đó, đã rượu chè rồi lại còn cờ bạc đó. Mỗi lần đi uống rượu mà đi đánh bài về, bao giờ ông thua. Một lần nọ anh đi vào nhà thờ, thì ban chiều nhà thờ lúc giờ trống rỗng, mà cái giờ đó là giờ cha ngồi giải tội cho giáo dân. Cha ngồi giải tội thì cái tòa giải tội này đặt gần ngay cái chỗ mà cái tượng đài Thánh Giuse trong nhà thờ. Thì anh ấy bắt đầu, ngày hôm đó anh muốn say rượu lắm rồi, đi nghĩa là thua bài, thua bạc. Anh ấy cũng là người công giáo mà sốt sáng lắm, anh ấy nghĩa là kính mến Thánh An Tôn lắm. Anh ấy đến trước tượng Thánh An Tôn, anh cầu nguyện, anh nói thông Thánh An Tôn rằng: Thánh An Tôn, tôi biết là Ngài rất là linh thiêng, Ngài làm nhiều pháp lạ lắm. Tôi đến đây tôi xin Ngài, ngày mai Ngài giúp cho tôi để tôi gỡ lại những gì tôi đã mất. Ông cha ngồi ở tòa giải tội, thấy điều này là ngày mai không ăn thua rồi. Ngày mai nó lại say xỉn, thế nào nó đi đến bạc nó thua nữa. Và ông ta lại còn nói thêm: ngày mai mà ông mà không cho tôi ăn, tôi sẽ đập lại, tôi đập bể mặt ông. Cha nghĩa là ngồi trong giải tội, để cho ông về. Khi cha giải tội xong, cha bưng cái bức tượng lớn ở bên tòa, cha cất vào buồng áo. Rồi sau đó cha đưa mừng một cái bức tượng Thánh Martino nhỏ nữa, đem ra bàn thờ, bởi vì biết rằng ngày mai nó thế nào nó đến, nó động Thánh An Tôn à. Và y rằng vậy, ngày hôm sau anh ta thua bài nữa, lại say xỉn. Anh ta đến, anh ta ngó lên bàn thờ ông Thánh An Tôn, không thấy cái tượng lớn đâu nữa. Ông ta vẫy cầm với búa, ông ta ngầm ngầm, ông ta nói với cái tượng nhỏ rằng: này, tao nói thật với mày đó, mày về mày nói bố mày ra đây nói chuyện với tao, chứ tao không nói chuyện với thằng con nít như mày. Say quá rồi nhìn cái tượng nhỏ, tưởng là ông Thánh Martino con, cho nên ông đòi đập. Mà như giờ thấy ông Thánh con đó, ông Thánh Martino nhỏ đó, thì không thèm nói chuyện, mà gặp nói chuyện ông bố, mà ông bố ra mà nói chuyện là thấy thế nào ông bể mặt với ông ấy. Cái câu chuyện đó để nói lên cho chúng ta thì
Nhiều khi chúng ta trong cái niềm tin của ta, chúng ta đến với những vị thánh, đến với Thiên Chúa của chúng ta, là chúng ta đặt các ngài là những người để chúng ta cầu xin, đặt ngài để chúng ta có cái sự nỗi khó khăn để chúng ta đến với ngài thôi. Chúng ta đặt Thiên Chúa của chúng ta đó là cái người để chúng ta trong cái sự vụ lợi làm ăn của chúng ta thôi, trong cuộc sống của chúng ta đó. Để rồi nhiều khi chúng ta cầu nguyện với các ngài đó, cầu nguyện với Thiên Chúa, chúng ta cầu nguyện hoài mà không được. Chúng ta cũng đã nghe nhiều lần rồi. Con xin Chúa hoài mà tại sao Chúa không chịu nghe con? Chúa không chịu nghe con. Rồi bắt đầu than vãn. Cái nhà bên cạnh á, bắt đầu đang phơi lúa thì cầu nguyện cái gì? Lạy Chúa xin cho nhà con ngày hôm nay được nắng ráo để con phơi lúa cho được khô. Cái nhà bên cạnh mới nghĩa là mới gieo hạt thôi để trồng cây ăn trái. Bây giờ lại cầu xin lạy Chúa xin cho con được mưa thuận gió hòa để con nghĩa là được mùa năm tới. Một bên thì cầu nguyện nghĩa là xin cho được nắng, một bên cầu nguyện cho chị mua. Chúa đứng ở Chúa, Chúa cũng nói tao bó tay, chịu thôi. Quý ông bà anh chị em đến cầu nguyện với Đức mẹ Fatima. Thì Đức mẹ Fatima thường thường người ta cũng để cái bàn tay trắng vậy này. Mình cầu nguyện mình cứ xin không à. Đến nỗi á, bây giờ Đức mẹ phải nói rằng tao hết rồi, không còn gì nữa. Chạy đến Đức mẹ Lộ Đức, Đức mẹ Lộ Đức thì chắp tay cũng cầu xin, xin đủ một thứ. Đức mẹ bảo bây giờ tao cũng hết rồi, tao bó tay, không còn gì mà cho nữa. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta cứ nghĩ rằng Thiên Chúa của chúng ta, Đức mẹ của chúng ta, các thánh của chúng ta là những người chúng ta đến để chúng ta nài xin thôi. Mà chúng ta thực sự không có nghĩ rằng Thiên Chúa của chúng ta là những người gần chúng ta, bạn chúng ta, mà để chúng ta chạy đến với ngài để thổ lộ tâm tình với các ngài. Đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn chị em trong bài Thương Khó ngày hôm nay đó. Không phải là người Do Thái á, là người ta ác, là người ta giết Chúa Giêsu đâu. Nhưng mà người ta không hiểu về Chúa Giêsu và người ta không biết Đức Kitô là ai. Vậy thì mỗi người chúng ta ngày hôm nay trong lễ lá, trước khi bước vào thánh á, chúng ta cũng tự hỏi mình: Đức Kitô là ai đối với tôi? Đức Mẹ là ai đối với tôi? Và chính tôi đã cư xử với các ngài như thế nào? Xin Chúa chúc lành cho quý ông bà anh chị em bây giờ và mãi mãi. Amen.